chúng ta vẫn nói trong cuộc sống sẽ có rất nhiều thử thách, đôi lúc chúng ta sẽ vấp ngã. Ngã ở đâu chúng ta sẽ biết nó. Còn trong chương trình ngã ở đâu các bạn không đứng lên, ngã ở rồi bắt đầu con lại lên chân con, cố lên Jin, đây là Sasuke Việt Nam Nguyễn Khánh Lâm. Cố lên Jin, giơ chân lên. Hey yeah. Xin ngồi chống tay đi. Ui. Sasuke.